Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 10 tháng 3, bộ phận không khí lạnh đã suy yếu. Hiện nay thời tiết khu vực tỉnh đang có xu hướng nóng dần lên, nền nhiệt nhiều ngày nay duy trì ở mức cao, từ 31 đến 33 độ. Mức nhiệt này sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới, thậm chí một số nơi trong tỉnh mức nhiệt có thể trên 33 độ. Đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời ít mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 71 đến 76%. Khu vực huyện Côn Đảo trời ít mây, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 89%. Không khí lạnh suy yếu nên vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo chuyển tốt dần, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 5, biển động nhẹ, bà con ngư dân hoạt động trong khu vực này cần lưu ý gió mạnh. Tại Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 14 giờ 45 phút, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 8 giờ.